giờ nó cạn rồi cả nhà. Cái này là dừa đây, lát nữa rồi mình múc ra dễ mình ăn cơm nha, mà cả nhà ăn cơm luôn. Em mua được con vịt này cả nhà, con vịt sim lấy không qua kho gừng ăn. Đi tắt nè anh Bảy, hái đậu rồng hả anh Bảy? Ơi đã quá ha. Mơ móc kiếm kìa, trái mà trời trọng quá hả? Cây tắc là ăn quanh năm suốt tháng luôn. Sướng không? Nè rau cần nước nè, ăn là có hết rồi rau. Trời ơi ngồi rí nè. Đúng là rau răm nữa nè. Rồi dắp cá nè. Đủ hết luôn, nhà bạn mình trồng đó. Đầy đủ hết đó cả nhà. Sướng dễ sợ luôn á. Cây quế nè ăn trụi hết rồi, múc nó ra nữa. Còn mồng tươi nè, đó vậy nè. Múc nó ra rồi ăn, ăn rau sạch không? Hẹ đó, hành nè, trồng ăn mà trồng không hết rồi cho mình là cho lộn bự 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 luôn á. Chàng ơi, sướng không? Nè, rau lan nè, muốn ăn rau gì cũng có á. Đã chiều cái đống rau tía tô rồi. Tía tô quá hả? Ồ, ôi, ngon quá ha. Tía tô, nguyên đám tía tô ở trong đó đó. Rồi rau màu ngót, là lá xăm, đủ hết luôn. Cái tía tô mọc ở vòng nhà nữa nè, sát đây cái gì nó cũng lên ngon lành luôn không? Đó, hai bịch rau rồng đó, bạn dễ thương không đó. Đậu rồng, này quế nè. Rồi, ớt kê nè, cái này là gì chị? Bao tầng gì lá, để niêm canh chua. Rồi đây lá dứa nè. Rồi, đủ ráo rồi trời. Tỉa hành nè. Để nhổ hành cho mình đem về ăn ha. Ăn đã mốt hết vậy vô nhổ nữa. Hành đó chị biết ăn mấy năm rồi đó. Ừ, sao mà trồng hoài hoài rồi, còn chị á. Chị đem về quả chị cho em từ ổ hả, ăn rồi trụi mất tiêu chứ quéo hết trơn. Thiệt chứ, dở gì mà trồng sẵn rồi cho em về cũng không biết. Có nhà đâu mà chăm sóc mà. Sáng tưới chiều tưới thôi mà nó cũng không sống nên đây. Đó, vậy đó. Thôi ít ít thôi. Đó, không nhiều không. Quá. Không tỉa ra. Ừ, nhiều ghê luôn ha. Vì mình nó sao mà nó ngon quá trời luôn, còn mình trồng không được. Còn cần cua chị cho em mập lý tí nay nó nhôm em ăn qua ngược nó nhìn nó mọc lên như xe chỉ chứ không đó. Không biết ai đi ngang qua họ quơ hết trơn luôn á. Ngon ghê không? Nhiều quá. À ơi là nghiệp kia không hái kìa. Nhiều quá ăn không hết luôn. Hết em ăn phụ ha. Rồi. Đậu rồng là mới hái rồi cả nhà. Ngon ngon. Mày ăn với cá kho thịt kho là ngon lắm. Trồng trồng nhà nó không có thuốc, ăn nó cũng tốt. Con vịt này mình làm xong hết rồi cả nhà, mình làm sạch sẽ rồi. Giờ mình ướp tỏi. Đây mình làm vịt kho mặn nha. Đường cho 2 muỗng đường vô, nữa 2 muỗng rưỡi. Muối cho 1 muỗng canh muối. Màu cho 3 muỗng nước màu.
cho 6 muỗng nước mắm nha cả nhà. Tại con vịt này nó 2 kg á. 6 muỗng canh. Giờ mình trộn lên ướp rồi 15 phút nha cả nhà. Vịt xiêm 2 kg này. Bữa nay mình không có kho sả, mình không có kho gừng, nên mình kho mặn ăn cơm. Sau thì mình nấu. Giờ thịt mình cũng ướp rồi nè cả nhà. Ướp nãy giờ 15 phút á. Giờ mình đem lên mình kho luôn ha cả nhà. Rồi cho 2 muỗng dầu vô. Vàng cho vịt vô ha. Lửa lớn nè. Nhóc không? Con vịt xin 2 kg con hết rồi. Trộn lên cho nó thấm. Tắt đèn để cho nó son vậy nó lửa nó lớn hơn chút xíu đó là nó càng cạn mình cho vô miếng nước. Cũng càng cạn rồi nè cả nhà. Giờ mình cho vô chén nước nè. Xong rồi nó từ từ rồi nó thấm. Rồi bắt lửa đây đó. Giờ ăn cơm ở nhà đi. Vịt kho mặn. Mời cả nhà ăn cơm. Đây mình làm món thịt vịt mình kho mặn cả nhà. Rồi ăn với đậu rồng nè. Chấm thôi, đơn giản. Nhưng mà ngon đó nghe cả nhà. Đậu rồng này trồng nhà nè, của nhà chị bạn hái cho mình nè. Còn vịt thì mới mình đi chợ mình mua được con vịt xiêm. Về mình kho mặn ăn cả nhà. Mời cả nhà dùng cơm với mình nha. Mời cả nhà ăn cơm. Vừa ăn
đậu rồng nữa nè. Mình thích ăn đậu rồng sống nè, chấm thịt. Xem có mặn mời cả nhà. Chấm đậu rồng ăn. Chấm cầm như thế nào. Con đậu rồng là bổ mà cái nhà. Đậu rồng sống ăn rất là tốt. Ai ăn đậu rồng sống được rồi. Tốt lắm á.
ăn một chén cơm là no lắm. Ừ, hết cái cơm no ngon quá. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Hẹn gặp lại video sau. Mong cả nhà nếu mà thương mình thì đăng ký kênh giúp mình nha cả nhà. Cho mình xin một like luôn. Ẩm thực tí nhỏ và công quê tôi. Rồi. Xin chào cả nhà. Bye bye. Thank you.
vừa ăn. Rau chấm cá. Cá béo thấm vừa ăn ngon. Mời cả nhà. Bye bye. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Hẹn gặp lại video sau nha. Nếu mà cảm thấy thích á thì cho mình xin một like và bấm đăng ký kênh nha cả nhà, để mình có động lực mình làm tiếp.